Nhận định bóng đá Valencia Real Madrid sức nhàn thắng sức mỏi. Real Madrid vừa thất bại thảm hại 0-4 trên sân của Man City ở bán kết lượt về Champions League, qua đó vỡ mộng vào chung kết. Đó là trận thứ 3 liên tiếp trên sân khách đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti phải nhận thất bại. Trước đó họ cũng trắng tay ra về trước Sociedad và Girona.